Em xin chào tất cả mọi người, chào quý cô chú và các anh chị. Rồi, hôm nay em sẽ chia sẻ về cái kết hò dendro này nhá. Kết hò dendro thì các anh chị có thể là những các anh chị mà mình biết về cái cách kết hoa rồi, hoặc là các anh chị phân thuốc bình thường rồi á, và nó mình chăm sóc nó gọi là nó đạt đạt á, thì một thời gian nào đó thì đằng nào nó cũng cũng ra quý cô chú và các anh chị. Nhưng mà cái điều mà em muốn chia sẻ hôm nay á là mình phải phải điều khiển và phải buộc cho nó ra ho, và ra ho với số lượng nhiều, chứ không phải là cứ đỡ tự nhiên như cái này mà nó chỉ ra một tầng ho thôi. Thì như cái này á thì em chăm sóc gọi là nó mập rồi, nó đủ lực á, thì nó tự động nó ra luôn các chị. Thì cái này thì em cũng bé bó thôi, em chẳng cần thiết đâu, nên em cũng bé bó. Thì nếu như mà các anh chị không thích bé bó thì các anh chị có thể xài chiêu thì nó bật lên, thì mình có thể mình chơi được mười mấy 20 bông đó, thì cũng có thể xài chiêu. Nhưng mà trong cái clip này á, em chia sẻ cái cách gọi là mình kết hò hò đúng cách đi, cho là vậy đi. Đó, thì các anh chị sẽ chọn những cái cây như thế này hoặc là thế này. Đó, thì em sẽ phân tích nó kỹ hơn. Là cái này đi. Đó, cái này nó hợp lý không này. Thôi em đỡ dưới này đi một xíu nữa, phải sát khuẩn lại chứ không xong đâu, những cái rễ non nó chạm đất hết rồi này. Thì các anh chị gọi là mình chăm mà mình không cần kết hoa thì mình chăm nó đủ lớn rồi, nó đủ lực rồi các anh chị, thì một tháng nó không ra thì hai tháng nó cũng ra. Đó, nhưng mà các anh chị dùng những cái loại phân như thế này cho em, cái 19-34-17 bơ 1 róc lách chúng ta. Đó, thì các anh chị trang bị cho em. Nếu như mà các anh chị mình đặt trường hợp á, thì cái này nó rất phổ biến này. Cái này thì em nghĩ nhà vườn hoặc là các anh chị chơi lúc nào nó cũng có cái bơ 1 đó, thì cái này nó phổ biến rồi. Rồi bơ 1 nha, và cái chính là cái 19-31-17. Nếu như các anh chị không có 19-31-17, các anh chị dùng 15-30-15 cũng được đó. Thì nên rô là dòng dở cho ho rồi. Cái tính năng của nó là người ta nói dendro dở chơi á, là nó dở ra ho này các anh chị, chứ không phải là dendro dở chăm sóc đâu. Thì các anh chị dùng 19-31-17 cho em nha. Bơ 1 róc lách chúng ta có bốn thứ này càng tốt, không có, nếu không có thì các anh chị phải có 19-31-17 hạt thay 15-30-15. Đó là cái thứ nhất, cái quan trọng nhất là phải có. Đó, cái bơ 1. Và nếu như không có róc lách mà chúng ta, thì các anh chị có thể kiếm cái hữu cơ khác thay cũng được. Thì coi kết hợp dendro thì ok rồi. Đó, mà các chị trang bị được bốn cái này thì càng tốt. 19-31-17 2 gram một sơ
một sơ à, chỉ có cái này 2 gram. Anh chị kiếm được 4 cái này càng tốt, không có thì phải có cái 19 34 17 vẫn là cái quan trọng. Chị làm cho em, khách chị chọn những gọi là mình muốn điều khiển cho nó được nhiều cành hoa, thì ngay cái lúc này đây nè các anh chị, cái lúc mà nó vừa 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 đứng đọt á, các anh chị làm ngay lúc đó. Cái này thì nó vừa vừa gọi là chắc là khoảng khoảng 1 tuần đổ lại nữa thôi thì nó cũng đứng đọt rồi. Cái này thì đứng đọt rồi này, gần đứng đọt rồi này các anh chị, thì các anh chị làm lúc này đây. Các anh chị phun cho em 3 lần, mỗi lần là cách nhau 2 ngày. Các anh chị làm 3 lần liên tiếp xong rồi là các anh chị nghỉ cho em là từ 3 đến 4 ngày đó, và bắt đầu là mình tưới phân thuốc trở lại bình thường đến khi nó bật vòi hoa đó, thì các anh chị sẽ chiêu. Đó là cách thứ nhất. Còn cách thứ hai á, các anh chị cũng làm cho em 3 lần như vậy, xong rồi các anh chị đưa vào cái quy trình ra ho. Nếu như các anh chị nào đã có cái quy trình ra ho mà đã liên kết với em rồi, em gửi cái hình hình quy trình đó rồi á, thì các anh chị có thể là dùng 3 lần xong rồi mình chuyển sang quy trình ra ho thì nó sẽ ra ho cũng được đó. Thì có 2 cách như vậy để các anh chị có thể làm và áp dụng. Còn cái cách thứ ba là các anh chị cứ chăm bón rồi bình thường đi, thì 1 tháng nó không ra, 2 tháng nó không ra rồi. Đó là như tính năng của lan dendro là nó như vậy, nó rất là dở, nó dở là dở ra hò nha các anh chị. Tại vì sao? Cái bản quy trình á, cái bản quy trình mà chỉ có lan dendro và mugara, thì cái bản quy trình đó là nó ghi những cái hai cái loại lan đó là đỡ, nó ví dụ cho mình thấy á, là cây dendro là đại diện cây đa thân và cây mucara là đại diện cây đơn thân đó. Thì cây dendro là nó dở dở ra ho này, nhưng mà cái khó của nó trong cái bản quy trình đó, nó đem cây dendro ra đại diện đó, là cái khó của nó là nó dở bệnh, dở rớt lá đó. Nếu như các anh chị cho anh gọi là thừa phân một xíu thì những cái đầu lá non như thế này báo hiệu liền đó. Và nếu như các anh chị cho anh thiếu phân thì những cái lá chân như thế này các anh chị nó sẽ báo hiệu liền, tức là nó bị vàng đi đó các anh chị. Đó, nó vàng xong rồi nó rụng là thiếu này, thiếu phân này đó. Còn còn nó vàng ở trên này á, nó cứ nó vàng 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 đó, là thừa phân. Và nếu như mà cũng cũng ở trên này này các anh chị, mà nó vàng xong rồi nó khô đi á, nó không phải bệnh đâu đó. Cái đó là thiếu thiếu đạm. Thì vừa thiếu đạm á, thì em cũng đã chia sẻ rất nhiều rồi đó. Nó rất là dở. Cây mình nó đủ nắng, thừa đạm chứ, thừa đạm. Cây mình nó đủ nắng mà nhìn cái lá của mình nó cứ nó xanh đậm á, là thừa đạm. Mà thường là thừa đạm thì nguy hiểm lắm các anh chị. Những cái đọt non này mà thừa thừa đạm á, thì mình tưới nhiều nó hay bị rớt lắm. Còn đối với những cái cây như thế này các anh chị có thể bị bỏ đi đó, bị bỏ rồi mình kích lại 3 lần là vẫn ra vòi hoa ở dưới này trở lại, hoặc là đâm tiếp tục chỗ này luôn các anh chị.
còn không thì các anh chị chuyển qua rồi các anh chị xài chiêu. Rồi xin trân trọng kính chào quý cô chú và các anh chị, chúc quý cô chú và các anh chị xem clip vui vẻ.